Nhi xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay tiếp tục chuỗi series khám phá chợ quê. Thì Nhi sẽ đưa các cô chú anh chị đến một ngôi chợ mới. Ngôi chợ này Nhi chưa bao giờ đi luôn. Đây là chợ... À, mình có đi rồi nhưng mà chưa bao giờ quay. Đợt trước là Nhi có đi chung với lại anh Thép với lại anh Hương á, đến chợ này rồi. Dạ. Yeah. Ủa gì bán chuối hả? À, chuối sắt ngon nè. Chuối luộc hay là chuối nghèo được? Chuối luộc ngon lắm. Chuối luộc không mà gì lột vỏ luôn rồi hả? À, ta ăn vậy không à? Ủa, con nhớ là người ta để vỏ mà. Để vỏ nữa mà chị bé cũng hết à. Vỏ tính tiền vỏ. Còn cái này bán sao gì? Cái này 20 à. 20 ngàn là sao? 20 ngàn ký. Vậy hả? À. 20 ngàn ký lột, lột xong rồi gì lột ra luôn hả? À, lột ra luôn. Còn để vỏ 10 lâu. Ủa, bữa trước con mua ở chợ Cà Ná là 30 ngàn, 35 ngàn 40 ngàn một ký. Con mua 40 ngàn ký đó. Thôi lấy cho con nửa ký thôi, tại vì có hai chị em con ăn à. Đây là cua đồng hả? Cua đồng. Cua đồng để người ta về làm canh cua hả? Ở bún riêu, cứ nấu canh đồ ăn. Vậy có bán củ cải trắng nữa nè. Với lại cải bỏ mắm. Cải bỏ mắm. À, bữa nay Nhi cầm 500 ngàn để đi chợ. Dạ. Lâu không có chạy xuống đây ha. Dạ. Đầu trước anh Phương ra Ninh Thuận chơi thì tụi mình có dẫn ghé đến chợ cái gì con. Đến chợ này. Mà hình như chợ này không, bữa trước Nhi đi là không có bán đồ ăn sáng ở trong chợ. Đúng rồi, bữa giờ này bắt đầu nó đang nhóm chợ. Mà chợ này nhóm trễ nha. Đúng trễ, bữa trước đi sớm không chưa đông. Bữa nay Nhi đi trễ một chút nè, khoảng bây giờ hiện tại là chưa tới 9 giờ. Dạ, cảm ơn chị. Mấy con cua nhỏ hơn. Ở đầu chợ mình bước vào á thì bán rất là nhiều đồ luôn. Mà chợ này là chợ của đa số là chợ Phú Nhuận. Chợ này là chợ Phú Nhuận mà đa số là người đồng bào Chăm họ ở đây nhiều cho nên họ sẽ đi đây nhiều quá. Rồi lựa lúc chị Bảy ơi, lựa. Cái gì bấm lát nữa Nhi sẽ mua một cái lòng bàn để mà đem về đậy đồ ăn. Bây giờ mình vô chợ mình mua đồ cái đã. Bên này gì bán tỏi nhiều lắm nè. Bán đồ gia dụng, ở trong chợ này bán đồ gia dụng nhiều lắm. Vì chợ này nhóm tự do không có phải đăng ký nhiều nên là mấy anh chị em mà bán đồ cứ lâu lâu ghé đây bán vài ngày xong rồi ghé đi chỗ khác. Bán tỏi nè, lấy cho em nửa ký tỏi đi chị, lấy tỏi mình đó. Giờ to là nó mắc hơn phải không chị? Lấy tỏi này được rồi. Bữa nay mình về mình ăn thơm lắm. Nhưng mà nó còn tươi hả chị? Khô rồi hả? Hôm nay Nhi chỉ cầm có 500 ngàn đi chợ thôi nhưng mà... Dạ. Thốt cho em đi chị. Thốt cho em nửa ký. Dạ. Lần đầu tiên đi đến chợ đây Nhi đi mua đồ, lần trước đến rồi nhưng mà không có mua gì hết á. Giờ này em có là nó hơi giá nó đã đông lắm. Ủa giờ này mới đông chứ? Không, chút nữa à, giờ này chỉ là người ta ở xa người ta tới ta bán là cái giờ chưa. Vậy hả? Còn trễ nữa hả? Biết sao, chỗ đây là chị đi bán một chợ rồi chị mới tới đây. Ờ. Em ta cũng vậy. Bên 50 em. À quên. Có nghĩa là 9 giờ rồi nhưng mà chị chia sẻ với Nhi là vẫn còn chưa đông. Có phải 9 rưỡi 10 giờ mới đông hả? 10 giờ mới đông. Giờ là chưa, muốn sao người ta đi bán chỗ khác ta mới tới đây. Ờ. À, là mấy chị sẽ đi bán chỗ một chợ khác rồi mới tới chợ đây. Chợ sau 10 giờ mới đông luôn. Vậy mà giờ mình cứ giờ mình sẽ vô bên trong nha. Mình cứ tưởng. Dạ. Chị bán bún khô, miếng khô. Dạ. Nấu mà cái đồ nó
Dì bán nho nữa nè. 10 giờ chợ mới đông hả dì? Chút xíu nữa mới đông, bây giờ vẫn chưa có đông lắm. Ở tập đoàn gia đình cũ lắm thế. Dạ. Mình đã đến đi trễ rồi. Nè nè, giờ mấy chị mới chở hàng tới để mà bán. Đi, chẳng bà già nó về đừng mua. Không chẳng bà luôn ơi. Ủa gì bán đồ hả? Mình đã thấy là trễ rồi cho nên là đi tìm ngôi chợ nào trễ á, thì mình nhớ ra chợ Phú Nhuận. Mà không ngờ là cũng vẫn còn sớm, 9 giờ vẫn còn sớm, phải đến 9 rưỡi 10 giờ thì chợ sẽ đông hơn. Bây giờ mấy cái sạp ở trong đây cũng còn chưa đủ hết nữa nè. Mấy gì chưa tới đủ nữa. Bảy bà. Bí thì nhỏ xíu không? Đó. Ủa mà nếu mà bán trễ vậy làm sao mình đi chợ nấu cơm ha? Thường thường mình sẽ đi chợ nấu cơm sớm chứ. Ủa đấm thép phải không? Dạ. Xin lỗi nha con. Dạ. Đứng bên cạnh cô bán chả cá thơm quá. Chi một chảo rất là to luôn. Ủa? Dạ. Em mua chuyện cặp đây. Sao bữa nay em đi chợ bên đây? Bữa nay đổi gió xuống đây. Hả? À, lấy em cặp đi. À, rồi thì cảm ơn nha. À. Sao em đi chợ ở đây xa vậy? Ủa nhà em gần đây mà. Ủa, thì em có chuyện chứ đưa cặp đi mà. Dạ. Mực nhìn cũng gì tươi quá nè ha. Ôi mực tươi dữ vậy chị? Bao nhiêu một ký vậy chị? 26 hả? Lấy em nửa ký hả? Mấy con cá xương thóc lớn rồi ạ. Cá chim nữa. Ở trong đây mỗi gian nhỏ nhỏ vừa đủ để một người bán một vài món thôi. Ủa? Chả cá gì mà nó màu đen thui vậy ta? Bóng con. Mùi chả cá của chị kia chị làm thơm nứt hết chợ luôn. Ủa? Lên cá rô chị. Hai ký hả? Dạ. Ký 25 ngàn. Đi chợ nào như cũng mua cá rô hết trơn. Lâu lâu mới gặp cá rô. Dạ. Làm cho em luôn nha chị. Để mình đi qua bên kia luôn. Qua bên kia. 25 ngàn, 3 cây 10 ai. Bẹo vô lùi giờ trời nè con ơi. 3 miếng 10 ngàn, 5 ngàn. Ui con, 3 cây 10 hả con hả? Ui gì á? Để mình mua hết đồ rồi bên này đã rồi mình vô trong kia sau. Ăn gì nhé? Bốt mưa nghe nữa được không? Cá thu này bán như lãng. Nhi mua xong, ủa còn cá cái rô chưa lấy, để lát nữa ghé qua lấy chứ quên. Hiện tại là mình chỉ còn có 100 mấy thôi. Ở trong đây mấy gì cũng bán nhiều trái cây lắm, nhưng mà ở nhà mình cũng còn nhiều trái cây á, nên là chắc hôm nay Nhi không mua trái cây đâu.
Chị bán đậu hũ. Đậu hoài Nhi đẹp gái hơn ở trong nhiều. Phải không chị? Ô gì bán, chị bán quá trời đồ luôn nè. Đậu miếng không có nữa nha. Đậu miếng ok luôn, 4.000 miếng đi. Chè, bánh lăng. Cái này đậu xanh hả? À, đậu má. Đậu xanh, sữa đậu xanh, đậu phộng. Đậu xanh, đậu phộng. Cái này đậu phộng, cái này đậu xanh em nè. Sữa đậu nành. Còn cái này là gì chị? Chả lụa em. À, chả lụa. Còn này đậu biếc. Mắm rút, bún, thở, gạo ua. Trời, bán gì nhiều món gì vậy? Bún, rồi bánh mỡ, rồi da ua luôn. Ủa da ua chưa lạnh mà. Chưa lạnh về bọn ăn đá ăn. Về bọn ăn đá ăn hả? Ừ. Mua gì cho ở nhà ta? Bánh lăng cũng được, có chè 3.000 bịch à. Cái này bao nhiêu bịch? Bánh lăng 5.000 em. À, chè có 3.000 hả? Ờ, có 3.000 bịch à. Chè 3.000 bịch. Còn bánh lăng là 5.000 bịch. Chắc cho em lấy mấy bánh lăng đi. Em làm mấy bịch đi, chị làm. Dạ, cho em 5 bịch đi. 5 bịch bánh lăng. Ở bên đây có gì bán gì mua nè. Xăm mỗi lượng. Nói lại nhanh, bấm xí. Cho mình bán cũng nhiều đồ mà. Một chút đi mà. Cũng gần, đâu có xa đâu. Thích đi chợ này cho nó mua đồ ăn cho nó rẻ. Bầu có đồ. Dạ chưa. Làm giàu quá. Kiếm tiền để con chứ. Cho em đậu xanh đó chị. Dạ. Đậu xanh rất nhỏ. Mấy gì người làm? Cho em 3 lạng nha chị. Dạ. Yeah. Với lại nửa ký đường luôn. Dạ. Chí phẩm giống là chị chở ông gì để lên lên máy hoài này. Dạ. Yeah. Biết bây giờ còn mới thấy em. Dạ. Giá cao. Nãy giờ chưa có mua rau hành. Để lựa hàng về tới mua rau hành. Dạ cho con bì nấu canh chua hay gì? Cái gì? Đồ nấu canh chua. Hồi nãy giờ như đi một vòng ở trong chợ, mình đi ra ngoài đây thì mình thấy là bây giờ bắt đầu chợ đã bắt đầu đông lên nè, mọi người đi mua đồ cũng nhiều hơn. Tại vì mọi người biết nhịp cái chợ này á, thì họp nhóm trễ á, nên là ai cũng giờ này mới đi nè. Giờ này mới thấy xe, chứ lúc nãy như vô không thấy xe đâu. Như sẽ mua một trái dừa, không có quá già cũng không có quá non, để mình về mình làm bánh đó cả nhà. Thử làm bánh. Cô bán dừa hả cô? Cô cho con trái dừa mà đừng có già quá. Có không? Lựa cho con trái mà đừng có già quá. Đó, em lấy cái này, em lấy đây. Ủa? Cái nào cũng như nhau hả? Thì em lấy. Em thích em muốn lấy cái nào thì em lấy. Em đâu có biết lựa đâu. Dừa đây là nó cũng tại vì con em về em bào ra để em trộn nhờ em làm bánh á. Bào sợi để ăn nguyên miếng chứ không phải là bào để chiết nước. Bao được ha. Một trái bao nhiêu vậy? Đưa cho chị đây 7.000 Ủa, gì này chỉ qua gì này bán, gì này chỉ qua gì này lấy. Này gì? Như đi chợ cầm 500.000 nhưng mà hiện tại là bây giờ còn có 50.000 với hai tờ giấy số thôi. Mua đồ cũng đủ để nấu cơm rồi.
Cà chua lúc nãy như cái mua mực á, mực thì nó hơi mắc tới 280-300 ngàn một ký, thì mua nửa ký thì đã hết 150 rồi. Rồi mua vài món cá là đã mấy trăm ngàn rồi. Bây giờ Nhi sẽ chắc là đi về nấu cơm cả nhà tham quan chợ này. Chợ này đặc biệt đó là họp trễ cho nên là không có đồ ăn sáng, tại vì 9:30-10 giờ mới bắt đầu đông, nên là ăn sáng mà bán 9:30-10 giờ thì không có. Nhưng mà chè hay là nước mía thì bán nhiều lắm, ở trong chợ này bán nhiều chè lắm. Có cái gì bán mít, nhưng rất là thích ăn mít luôn, nhưng mà mấy trái mít ở nhà nó chưa có chín. Hôm qua mua được một miếng mít nhưng mà nó lại không ngon, mà hiện tại là Nhi còn 50 ngàn, Nhi thì sẽ đi mua một miếng mít. Lúc nãy định mua cái lòng bàn nhưng mà không đủ tiền, còn có 50 ngàn. Dạ cho em miếng mít đi chị. Hôm qua em mua nhưng mà nó không được ngon. Mít đây Thái, mít Thái đây ngon lắm. Mít vườn của mình lấy cái này 18. Cắt cùa giùm em đi chị. Hôm qua mình mua cái muối nó hơi nhỏ, nhỏ xíu à. Mít đây mít Thái vườn mình đó. Nhà em ở Bầu Trúc. Em tới đây cũng gần mà. Đi chợ đây không à? Đâu, em đi chợ Phú Quý chứ, lâu lâu đây lần đầu tiên em đi chợ ở đây chứ. Vậy hả? 18 ngàn vẫn còn tiền á. Mua gì, người ta mua bắp không? Muối cà chua đi. Cà chua với bắp về rồi. Em mua cà. Em mua cà chua. Cà bán sao đó chị? 12 ngàn em. 12 ngàn một ký. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Hôm qua tìm mua bắp nếp thì không có. Hôm nay ra chợ thấy bắp nếp rồi. Ủa cái này ở trong rẫy nha cô, chở ra bán hả? À, cà trong núi á, bầu bắp. Cà ở trong núi hả? Núi ở đâu? Cà núi Bầu Ngứa đi vô nơi Xuân Hải á. Gì hả? Biết không? Dạ, Xuân Hải lần hả? Xa dữ vậy? Xuân Hải là ở Phúc Vinh nữa hả? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, Xuân Hải nằm ở dưới đó. Xa lắm rồi hả? Hèn gì chở xuống đây đó 10 giờ, lẽ là cô bán một chợ trước rồi mới tới đây đúng không? Nói chung là mình thấy qua canh chiều á, mình chở thuốc về nhà, mình ngày mai mình đi ra chợ mình bán. Bán cái mớ này hả? Bán nhiều đó, bán nhiều đó. Đâu dám chợ nhiều đâu. Thấy không, mấy chị bán này thấy không? Này chị cũng ở Phước Vinh Sơn Hải luôn hả? Về đây. Quay chị. Cà núi để về mình ăn thử cà núi này có ngọt không như mà chị nói không? Thôi bây giờ em ăn đi, ăn thử luôn một em trái. Em thử luôn một trái á. Có ngọt không? Đó. Chắc cà này người ta không phun thuốc rồi nhiều đâu hả? Không có phun thuốc đâu. Còn hồi nhỏ. Mời cả nhà nha. Chua mà chị. Chua thì mình mới hái nó chua vậy, ngày mai mình ăn rồi nó khác nữa. Ngày mai mới ngọt hả? Cái gì cũng vậy. Cà mình ăn cắt lưỡng chua ngọt ngọt, người ta nói là cà chua mà. Thế là đập lụa vô cũng ngon chứ. Như thế ăn cà chua sống chị à? Như thế hả? Cân ký hả? Dạ cân ký á. Ai chờ bên cướp cái đi chưa? Dạ chua mới cưới mà. Bây giờ Nhi sẽ đi về nha. Thì hôm nay cầm 500 ngàn thì Nhi vẫn còn 20 ngàn để mà lấy xe, gửi tiền gửi xe nữa. Một giỏ. Chú cho con lấy xe chú. Nhi mới đi chợ về, bây giờ mình sẽ ra hái một ít rau muống để trưa nay xào thêm ăn. Chứ bữa giờ rau muống thấy nó cũng lớn rồi nè, mà chưa có ăn kịp á. Bữa trước mình cắt hết rồi chứ, xong nó lên lại, bữa nay nó già mà nó lên bông luôn này cả nhà. Quá chừng luôn. Bông rau muống nó màu trắng nè. Ủa bông rau muống mình có ăn được không? Không
Ý là mình lặt ra mình bỏ hả? Dạ. Vậy mình sẽ cắt ở bên đây qua. Bữa trước như cắt hơi cao á, xong rồi mấy cô chú chỉ lại là phải cắt gần sát gốc để nó còn lên nữa. À, anh Thép nói là rau muống mà trồng bằng hộp á thì nó ăn nó không có giòn bằng rau muống mình trồng dưới ao. Mình cắt thấy nhiều vậy chứ lát nữa mình vô mình lặt bỏ bớt lá rồi á là nó còn là ít lắm. Ở ngoài đây nắng quá chừng luôn, không có cây che bóng mát mà rau nó vẫn lên rất là tốt luôn nè. Cứ ba luống như thế này thôi nhưng mà ăn hết luống này thì luống kia nó lại bắt đầu lên nữa nè. Ăn xen kẽ nhau. Như đây là chắc là đủ ăn buổi trưa rồi cả nhà. Trưa nay thì anh Thép nói sẽ không có về kịp nên là trưa nay chỉ có như 5-6 người ăn thôi. Đem vô lặt rau. Cây tắc nó rụng nè cả nhà. Cây này nó cao lắm nên là mình hái không tới. Nó rụng mình mót mấy cái trái rụng của nó cũng được. Rụng mà nó chưa có hư á thì mình sẽ đem vô ăn được như mấy trái này nè. Thơm lắm. Cóp. Mấy đứa này nó thấy mình đi là nó ra nó nhìn thử mình ăn làm gì ngoài đây nè. Có mấy trái rụng để lâu quá thì nó sẽ hư. Còn mấy trái rụng mà mới rụng á thì mình sáng được. Bên kia rụng quá chừng luôn. Cây tắc đây. Bữa trước như hái cái cây tắc mà nhiều gai nó chọn mình xước tay vô hết rồi. Nó rụng gần hết rồi còn mấy trái xanh không à. Như đây vô bán nước canh được rồi. Miếng mít lúc nãy như mua về nè cả nhà 18.000. Ăn cũng nó cũng giòn lắm nhưng mà nó hơi chua. Như sẽ lấy hột mít lát nữa hấp nồi cơm ăn. Hột mít hấp nồi cơm ăn ngon lắm nha. Bé Mai mới bắt giùm chị Nhi nồi cơm á, bây giờ Nhi sẽ bỏ hột mít vô nồi cơm để mình hấp chung nha. Bây giờ mới ra ngoài vậy. Hột mít thấy vậy chứ nó lâu chín lắm. Thank you.
xong bữa cơm trưa rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đem xuống nha. Đây. Ở nhà mình đông người nên là mình sẽ ăn ở dưới đây luôn. Ở trên bàn thì không có đủ chỗ. Không biết hộp mít hồi sáng gì hấp nó có chín chưa nữa. Mở cái nắp son ra bay mùi hộp mít không à cả nhà. Để thử nha. Ôi có vẻ nữa. Nó mềm rồi nhưng mà nó còn chưa có mềm lắm. Tại vì lúc sáng Nhi bỏ vô sau quá. Nấu một khoảng 5 phút rồi Nhi mới bỏ hộp mít vô sau. Xới cơm lên xong rồi bưng xuống. Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Ở nhà mình cũng đông người với lại các bé ba cũng ngại quay phim á nên là Nhi sẽ không có quay cảnh tiếp theo. Bé ba ủa kêu cậu ba vô ăn cơm bé ba. Kêu rồi hả? Rồi bưng xuống. Dạ. Nãy giờ thì nhà mình cũng đã ăn cơm xong rồi, mấy đứa này nó cũng ăn cơm xong rồi mà nó còn ra đây nữa. Hột mít nè, ăn không? Cả nhà hột mít nè. Hột mít luộc nha, lâu lắm rồi mới ăn lại hột mít luộc không? Không biết là nó đủ chín chưa? Cọp. Cọp nó bị bệnh liếm á. Biết cái cách nào chị bệnh liếm của nó không? Tao thấy người là nó liếm à. Cọp ơi, ăn hột mít nè. Biết ăn không? Cho cắn cho miếng nè. Nè. Ở này rồi rớt rồi. Thiệt hết chứ. Có hột mít mà cũng nhanh đây nè. Nè. Qua đây. Qua đó đi. Trời ơi. Trời ơi hai đứa. Còn la nữa, con la nó khều chân nữa cả nhà. Mời cả nhà nha. Làm gì liếm nhau như vậy. Hột mít bùi lắm nha. Ngon. Đủ chín. Nhưng mà như nghĩ là nấu thêm cho nó mềm một xíu nữa thì ngon hơn. Cọp. Cái món này hồi nhỏ này ăn xong rồi chơi 50 phần mình. Hột mít nướng lên cũng ngon. Biết các cô chú anh chị nào có từng ăn món hột mít này chưa? Mà ăn xong mình có gây ra tội lỗi gì không nữa? ăn cái hột mít này ăn xong dễ gây ra tội lỗi giữa đám đông lắm nha. Có cái lý nữa. Với lại hột sầu riêng nữa. Hột sầu riêng ăn nó không có bùi nhưng mà nó dẻo. Cũng ngon lắm cả nha. Mà bây giờ sầu riêng người ta trồng sầu riêng hạt lép đồ á, sầu riêng Thái đồ hiếm khi mà có hột để ăn lắm. Hồi đợt Nhi làm cửa hàng sầu riêng là Nhi ăn cái sầu riêng trùng bò, cái hột nó to á, cho nên là lấy tận dụng cái hột sầu riêng để mình luộc lên mình ăn. Dẻo. Buổi chiều gió, Nhi định ngồi ở đây là ra nấu nướng làm ẩm thực luôn. Nhưng mà gió quá. Tự nhiên Nhi thấy hàng mía cái nổi máu xiết mía lên cả nhà. Chắc lấy dao đi chặt mía xiết quá. Coi sung sướng như cả nhà. Buổi sáng thì ngủ đến trưa mới dậy. Xong rồi ăn cơm. Ăn cơm xong giờ ngủ chiều. Ngủ chiều đã đến 5-6 giờ nói là không ngủ được. Rồi tối thức khuya sủa đánh lộn với nhau. Xong rồi sáng thì về trễ. Hai đứa, ba đứa luôn y chang nhau. Bụi mía này nó có một bụi nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà nhiều khi để quên không có ăn, không có đụng đến nó với lại làm biến ngồi xiết á. Nên nó cứ để như vậy hoài à.
từ bữa mà Nhi biết chặt mía tới bây giờ là cứ 2-3 ngày Nhi chặt cây. Có cái cây này cũng bự lắm nè, mà cây này xíu chắc hơi mỏi miệng đó. Nó to, ba cái vòng nó to, còn cái này nó ốm hơn. Nhi chắc Nhi sẽ chặt cái này. Mà đây, bữa trước cô chú nói là phải chặt sát gốc đúng không? Wow. Bu, ăn mía không Bu? Cái này ra luôn ha. Cái này có ăn được không em? Một cây mía bự, bự rất là bự luôn nha. Mình chẻ ra được 3 khúc như thế này để đem vô. Cái này xiết cẩn thận chứ răng bữa nay răng sứ bữa nay nó cũng hơi đắt á, một cái gần cả chục triệu cả nhà, nên ăn mấy cái này phải cẩn thận. Nếu mà không ăn được chẻ ra xong rồi vô nhờ cái máy ép nước mía của nhà mẹ chồng á, ép ra uống cho nó tiện. Nhưng mà thích cảm giác ngồi xiết hơn, với lại hình như xiết mình cũng nghe ông bà ngày xưa nói xiết mía cũng sạch răng nữa. Không biết có phải không. Và cũng sợ răng bữa nay nó cũng giá cũng hơi cao quá nên cũng hơi ngại, hơi rén. Thôi, chắc là Như đem vô. Video sáng giờ Như quay cũng khá dài rồi. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi video của Như nha. Chúc cho cả nhà mình xem video thật là vui vẻ. Giờ thì chắc là Nhi xin phép tạm dừng video ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là trên tay của hai vợ chồng Thép đang cầm sản phẩm thuốc đặc trị hôi nách và hôi chân mang thương hiệu độc quyền của Cú Đấm Thép TV. Ngày xưa Thép bị hôi nách rất là nặng mùi luôn, nhưng từ khi xài sản phẩm này thì mình bây giờ là tự tin khoe cánh rồi cả nhà. Hôm nay Thép muốn chia sẻ đến với tất cả khán giả trên kênh Cú Đấm Thép TV và Lê Thị Nhi. Anh chị em, cô dì, chú thím nào đang có vấn đề về hôi nách, hôi chân lâu năm không khỏi thì hãy liên hệ với Cú Đấm Thép Shop. Với mỗi sản phẩm được bán ra, bên shop sẽ trích ra 10.000 đồng để bỏ vào quỹ Cứu Quay Hạnh Phúc. Mỗi tháng Thép sẽ tổ chức chương trình Cứu Quay Hạnh Phúc dành cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn, giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Hy vọng là tất cả khán giả đón nhận sản phẩm của hai vợ chồng nha. Số hotline là 0346 090899. Vì một Việt Nam không hôi nách.